Đây nha, em Lu tập uống trà sữa nha. Lần đầu tiên uống, tự uống trà sữa luôn. Uống chưa biết, không biết hút hay không, nhưng mà chơi là chính thôi. Đây là anh Bi nha. Đây là chị Bông nha. Chị Bông có cái đồng hồ mới. Tí đi. Tí đi, hút đi. Ngon không? Ngon không? Úi đổ luôn. Đổ đổ đổ. Ý, đòi đấy. Đòi trà sữa đấy. Gì? Đây nha. Luôn trà sữa đấy nha. Bồng có điện thoại hơi bị tây luôn này. Con á. Con đi về rồi, con chưa đi ngủ. Để gần đến mồm nói. Đừng nhét cái con cơn người nhện đây. Ô, không nhét đâu con ạ. Bông là có điện thoại mới nha. Ô, đừng nhét con, nhét là ăn nào được. Đang muốn nhét con người nhện vào đây. Thôi rồi, đổ rồi. Rồi bố. Rồi bố cất đi. Đó, chị Bông có cái đồng hồ. Chị Bông ngồi cái đồng hồ điện thoại gọi rất là tây luôn nhá. Gọi là nhất gái Hậu Nguyễn luôn nhá. Nhất vị các bộ luôn. Đấy. À, chị có Heo có số đấy. Chị Heo có không? Chị Heo có số ấy. Hôm qua thì gọi cho cậu Thu. Heo có số mà. Ờ đúng rồi, Heo có số ấy. Sao bố chặn đi vào đây hộ con nữa, để con gọi cho chị Heo. Thôi, gọi. Đấy, mới có điện thoại đồng hồ nên là suốt ngày cứ đòi gọi gọi. Tốn này chắc tốn 50.000 rồi. Mẹ vừa nào có thể 50.000 gần hết rồi. 50.000. Đây đồng hồ. Đồ hồng luôn. Đi lửa tím. À hồng. Ok nha. Tạm biệt nha. Sạc pin à? Ok, hôm nay là cuối ngày, bây giờ sạc pin. Thế là Bông này được đi uống ăn kem tươi, uống trà sữa này. Lu tập uống trà sữa, Bông có đồng hồ mới luôn. Ok, bye.